Lấy đi bán cái bữa cho hết nha. Con mới lại quán rồi, con nghe nói chú gì chửi con om sòm mà. Con giúp Tôi chú như vậy rồi chú chửi con đó hả? chửi gì, ai nói chửi gì? Trời, nó ra đây nó chửi con rồi, chú nó cầm cây rồi quýnh con nữa. Chờ con đang quán phê, chú lại đây uống phê nói chuyện với con ơi. Tầm bậy à, rồi cái ta lấy vụ cầm cây quýnh nào nào nó À, biết nghe coi. mấy thằng nói nè, vậy chú đang gần quán cà phê hồ bơi, chú lại đây con chú nói chuyện cái. À, anh em cho góp lại cho chú một ít tiền nè. Thôi thôi thôi, bây giờ tao nói gì nè, bây giờ á mày lại mày chạy cưng chạy lại ngay chỗ chú bán đi, Dạ, rồi chú tôi đang nói đó hả? chuyện riêng với tao để vậy đó. Rồi À. cái chuyện mà sáng tao nói cái gì thì tôi nói là tại sao cái vụ này mình tự tự nhiên đưa lên mà y xèo mới là cái vụ con vợ lớn của tao đó, tôi nói vậy thôi. Mà Dạ. tại giờ tôi không đợi nào tôi đổ đúng ai hết trơn nha. Nhưng mà con nói chú nghe nè, nhưng mà con nói lại là con xác minh có phải là đó là vợ của chú không, chứ con có nói có gì đâu mà chú nói là con này nọ với chú. Đúng Tôi không? nói gì đó, tôi sáng giờ tôi nói là tại sao mà ví dụ vậy là tôi nói là sáng gì tôi quên mẹ rồi, cái đầu tôi bây giờ tôi không nhớ gì Dạ. trơn Bởi vì á. hôm bữa con đã nói chú rồi, con đây là con muốn giúp chú thôi, anh em tất cả ai cũng muốn giúp chú chứ không phải. Chú đừng bao giờ nhìn xem cái hình nó để làm gì, quan trọng là cái nội dung trong câu chuyện thôi. Con đã nói chú rồi. Chú thấy cứ khi nào mà con nếu mà con hại chú là con ở nhà con lên con phản bác con nói chú rồi. Con còn còn biết con chú hiện tại đang ở đâu nữa kìa, mà tại sao con không quay là chú hiểu rồi đó. Thì đó, cho nên giờ tôi thấy giờ nói chuyện nó việc tôi không hiểu sao, chứ giờ tôi muốn im lặng luôn. Tất cả anh em mới đừng đừng có cái vụ về tới đâu hay đó giờ không quay gì, nó mệt mỏi lắm nó thiệt. Anh em chỉ muốn giúp chú thôi chứ không có gì cả, chú hiểu không? Chứ còn tôi mà đâu có phải là mà không biết điều đâu, tự nhiên cái đi đó nói rồi là quýnh chú, thà là tôi gặp ví dụ mà chú nói chặt tôi sẽ nói gặp chú, tôi sẽ nói riêng với chú, chứ tôi À, không có lên cộng đồng mà tôi đi nói ví dụ vậy. vậy con giúp chú vậy mà con mới vừa lại thằng YouTube kia nó chú rồi lấy cây rồi quýnh con dí con lùm lùm là con sáng giờ Tầm con bậy mới vừa là lại tôi con không có biết bao giờ đâu, có đâu, làm con nãy giờ con sợ không dám gọi cho chú luôn á. bậy nói thiệt. Nói tao là ví dụ giờ dù lớn chuyện nhỏ lớn chuyện vậy, tao là lớn đáng cha đáng chú của em, đáng lẽ giờ tôi đi Dạ làm những chuyện đó. đó thì chú có buồn phiền gì con không? Tôi nói buồn phiền á là nói thẳng đây là cái chuyện mà để cái đề tài đó, hiểu Trời chưa? ơi, con đã có nói cái hình đó là con để làm gì, cuốn hút cho khán giả xem để cho có người vừa giúp chú đúng không? Không được, con đã nói chú gọi chú nói ok rồi không sao, quan trọng là cái nội dung nó trong câu chuyện nó như thế nào kìa. Thì tôi thấy cái tá quả tôi nói trời ơi Trời mẹ mở liền để vô cái kỳ cục kỳ trời hả. Trời ơi, chú hiểu lầm con, chết con luôn rồi, chú Nghĩa, chú cháu mình không mà. Rồi những cái thứ hai nữa, ví dụ giờ nó cưng nghe, ví dụ giờ cái chuyện của vợ là nói thiệt, tôi không đã giờ tôi đi khui đợi lên tôi vợ tôi ra cái xấu đi ra hay là cái gì, nói thiệt tôi bực mình lắm. Bây giờ tôi nói nếu vợ lớn với tôi muốn cái gì gặp mặt tôi nói chuyện với tôi. Bây giờ con đây nè, con của chú, con gái chú á, còn kêu con lại nói chuyện đó để quay clip lên mà con chưa lại nè, nói là chú bỏ bỏ bé nó mới sanh nữa tùm lum Nó hết trơn nào mà mới xanh? con không, bé con của chú á, bé gái á, và con chưa có hiểu tìm hiểu tại vì mới nói chuyện thôi, chú hiểu không? Ghi âm cho con vẫn còn để đây nè, nhưng mà kêu con lại quay còn con chưa có đi quay tại vì con muốn là lại đây con chia sẻ cái cuộc sống của chú thôi và câu chuyện của chú thôi, hiểu không? Còn mà con là muốn đưa cái ghi âm của vợ lớn chú lên á thì con suy nghĩ gấp 3 ngày, con ghi âm rất là lâu rồi chú, theo clip đầu tiên con quay chú là vợ lớn của chú đã gọi cho con, nhưng mà con ghi âm con suy nghĩ cứ 3 ngày con mới cuối cùng ra con quyết định là đưa cái clip ghi âm đó lên, chú không? Cho nên con đưa cái ghi âm đó lên con buồn con đau lắm chú bộ, con tội chú lắm chú bộ. Tôi nói thật cái cưng nha, tôi làm cái việc này là chúng bảo vệ gia đình, chẳng hạn như tôi nói một lời của tôi nói để làm chi, tôi không muốn dấp vấn đề con cái hay là cả luôn vợ lớn từ đó giờ, thấy không? Tự nhiên giờ bà khui ra bà làm vậy, tất nhiên là bà tự bà xây bà tự tự bà xấu hổ với Chú tôi đâu có xấu hổ đâu. có vô xem bình luận không? Người ta nói mà nói vợ lớn của chú không đó. Thì đó Đó là người ta tôi trách bây vợ giờ lớn của tôi chú không đó. đó tôi giờ tôi anh bây giờ tôi không thể mạng, giờ tôi muốn lũ đi đi bán hết, tôi không muốn quay để có nhiêu được nhiêu hay nhiêu vốn tôi có bao nhiêu tôi làm bao nhiêu chú ơi. Bây giờ tôi khổ tâm thiệt á, nhất cái đầu cũng ra ba nay đạn cơm mức là che bữa đồ này kia tôi chưa bán hết được nữa đó. Ngày mai là nếu mà tôi bán không hết thì tôi phải đi, tôi hy sinh tôi phải đi tặng cho người ta ăn, tôi lấy cái mới.
Dạ. Yeah. Ôi khổ tâm lắm chú ơi, ông đài tôi thiệt đứng đứng ngồi ngồi đi không được nữa, nó đẹp. À, chú ăn cơm chưa? Chưa. Dạ, lời nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý bà của chú anh chị. Thì sáng giờ, hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Thì sáng giờ anh em cũng đã tới nhà của cô dân, nhưng mà hiện tại bây giờ là cô dân đi đâu rồi không biết, không biết đi làm hay đi trốn ở đâu thì không biết, quý bà anh chị. Thì thật sự ra đây nó không phải là nhiệm vụ của mấy em đâu. Nhiệm vụ mấy em giống như là thay lời cộng đồng để mà đi đến đó để mà giúp chú Nghĩa thôi. Chú Nghĩa cũng lên trên mạng nói rằng là không có đầu tiền đó, nhưng mà ở đây không phải là tiền của chú Nghĩa, cho nên là mấy em sẽ giống như tới đó để hỏi cho ra lẽ cái câu chuyện này, và cô dân có đưa hay không là tôi có quyền của cô dân. Và cô dân là một cái người ta gọi là có dấu hiệu lường gạt ở vấn đề mà cưới hỏi xong mà không cho chú Nghĩa cái danh phận là vợ chồng với cô dân. Và khi mà đi đám cưới về hơn là cũng đêm đồng phòng cũng đã đuổi luôn, không cho vô nhà luôn. Trời, đó tại dữ vậy anh. Nó ghê gớm lắm. Và thì hiện tại bây giờ thì cái câu chuyện đó mình để gác lại, và hôm nay thì trưa nay em anh em đây cũng đã quay trở lại để tìm chú Nghĩa, nhưng mà tìm rất là lâu anh chị, 2-3 tiếng, và vô nhà trọ tìm hiểu luôn và rất là nhiều luôn, và hỏi những cái thông tin mà chú Nghĩa có ở đây thì bà con người ta nói là cũng thấy chú đẩy xe và không biết là chú Nghĩa có ở nhà trọ đó hay không. Thì theo như Huân á, thì câu chuyện mà cô dân thì có cái dấu hiệu và cũng như là giống như lường gạt chú Nghĩa là cộng đồng mạng không? Dạ thì xin kính chào quý vị khán giả trên cộng đồng mạng. Thì qua cái câu chuyện của chú Nghĩa găm gan trong suốt khoảng thời gian 1 tháng vừa qua, sau khi mà chú Nghĩa đã lên cái chương trình mà Kết Nối Yêu Thương dành cho cái lứa tuổi mà trung niên đó quý vị, thì cô Vân sau khi mà thấy được cái hình ảnh của chú Nghĩa cũng như rằng chú Nghĩa cũng nói hết những cái tâm tư tình cảm của mình, thì cô Vân cũng đã chủ động liên hệ với chú Nghĩa và liên hệ với chương trình để mà làm cũng như cái kiểu mà kết nối, kết đôi vợ chồng. Nhưng khi mà chúng ta thấy đó là khi mà được các anh em hỗ trợ một số tiền cưới và cũng làm một cái tiệc cưới, nói chung rằng là nó cũng không có linh đình gì cho mấy đi, nhưng mà cũng đủ đẹp mặt. Và khi mà số tiền nghe nói đâu cũng 20 triệu phải không anh chồng? 20 triệu. Khi mà đi về nhà đó thì ngay lập tức cô Vân trở mặt liền quý vị. Tức là số tiền 20 triệu đó thì mua vàng và cứ còn khoảng chừng là tiền mặt còn được 3 triệu mấy. Nhưng mà cái đêm tân hôn đó thì thật sự rằng cô Vân buộc phải chở, nói chung rằng không biết vì cái lý do nào đó mà không cho chú Nghĩa đồng phòng, cũng như rằng ôm cái số tiền đó bỏ trốn. Thì thật sự ở đây á, nói cái vấn đề mà dấu hiệu mà liên quan đến cái dấu hiệu lừa đảo thì cũng mình cũng chưa có phán xét được cái điều đó. Nhưng mà ở đây là về mặt đạo đức, thật sự rằng cô Vân cô đã sai hoàn toàn rồi. Ở đây là cô là một người phụ nữ cũng đã trên 50 tuổi rồi, cũng có con có cháu đàng hoàng rồi, nhưng mà cô đã gặp trong những cái vấn đề như là bất hạnh trong hôn nhân, thì cô muốn tìm một cái tình yêu đích thực của mình, thì vô tình thì cô cũng đã xem và gặp được chú Nghĩa. Nhưng không hiểu vì sao mà cô coi trọng cái đồng tiền hơn cái câu chuyện tình cảm, mặc dù cái lứa tuổi của cô cũng chững chạc rồi, nhưng mà không hiểu vì sao mà tự nhiên ôm số tiền đã bỏ trốn. Đây là một trong những cái vấn đề mà gây bức xúc trên cộng đồng mạng. Và từ sáng giờ tụi em cũng đi tìm cô Vân để mà chất vấn cô về cái câu chuyện đó, nhưng thực chất đến bây giờ đây cô Vân vẫn biệt tâm nha quý vị khán giả. Và khi mà tìm được chú Nghĩa thì thật sự rằng khi mà quay cái đoạn video này lên thì chú Nghĩa không có nói gì, nhưng mà khi mà cúp xuống thì bắt đầu chú Nghĩa sẽ tâm sự rằng chú thật sự chú cũng quê với cộng đồng mạng đó quý vị, cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều về cái câu chuyện của chú Nghĩa đối với cô Vân. Thì qua như cái lời nhận xét của tất cả anh em thì thực sự rằng em nói như vậy nha, là một khi á, em nói lưu ý cho quý vị khán giả luôn, một khi mình muốn tìm hiểu nhau thì cái quan trọng ở đây cái lứa tuổi của mình là mình phải có một cái trái tim chân thành để tìm đến với nhau. Còn về ngoài ra những cái vấn đề mà vật chất hay thật sự những cái vòng vàng hay gì đó thì mình cũng đâu quan tâm tới đâu, nhưng mà ở đây là cô Vân lợi dụng. Chứ anh nghĩ sao mà chú Nghĩa cũng gần 70 rồi mà cô Vân chỉ mới 50 thôi, mà hai người mà mới tìm hiểu nhau có 2-3 ngày mà đã đám cưới như vậy. Thật sự đến bây giờ nha, em vẫn nói chú Nghĩa có sai sót một số điều như vậy nè. Nếu như mình muốn gắn bó cuộc đời thì mình phải làm cái giấy đăng ký kết hôn ở ngoài phường, và sau đó mình sẽ tổ chức lễ cưới cho nó, nói chung là cho nó đẹp mặt, nói chung rằng cho đủ thủ tục đi. Rồi bây giờ nếu mà thật sự có thương yêu nhau thì về chung sống với nhau, tội gì mà mới có ngày hôm trước đám cưới xong rồi về ôm vàng bỏ trốn, điều đó là không nên. Và anh thấy nó ngộ lắm,
À, tại vì chú Nghĩa cũng đã lên một cái clip đầu tiên nói là chú Nghĩa đây là không có gì cả, chú là một cái người bán bưởi thôi, chứ không có tài sản cũng như là không có tất cả vấn đề, nói chung là không có cái gì, vật chất gì cả, không có tài sản gì mà cô dân này lại mà kết nối với chú Nghĩa, chứ chú Nghĩa chưa kết nối. Anh nghĩ theo vấn đề này giống như là có câu chuyện ẩn khúc gì trong câu chuyện này. Em đó thì là cái theo cái quan điểm của em nha, thì em nói thẳng như vậy luôn. Là cái kiểu mà thấy chú Nghĩa như vậy, rồi chú cũng có một chút về cái tài sản, gặp thêm là cộng đồng mạng cho tiền chú như vậy nữa, thì đâm ra mình sẽ lợi dụng cái đó mà mình ôm tiền mình bỏ trốn luôn. Nói chung rằng bây giờ là không hiểu cô Vân cần cái tiền trong cái độ tuổi này để làm cái gì nữa. Ở đây bây giờ là cái tình cảm chân thật là chủ yếu nhất, nhưng mà cô Vân không hiểu điều đó, chỉ muốn đem cái chuyện tình cảm của mình lên trên mạng để mà đùa giỡn, rồi bắt đầu rằng là sau đó ôm cái số tiền đó bỏ trốn mà thôi. Để bây giờ đến chú Nghĩa ngày hôm nay, khi mà em hỏi ra chú Nghĩa vẫn còn hoảng loạn luôn mà. Cái điều đầu tiên nhất là cái quê đó anh. Tại vì sao mà bây giờ mình cưới vợ xong rồi, rồi cái chuyện mà động phòng hay chăng nữa thì cũng không có được như ý muốn. Rồi thêm cái nữa là chẳng thà là cô Vân ra đi với hai bàn tay trắng thì cũng được, đằng này là ôm cái số vàng bỏ trốn như vậy thì nó không có hay. Bây giờ nói về vấn đề đó thì anh xin hỏi Huân như thế này nè. Bây giờ em là một chú rể đám cưới cô dâu, mà cái đêm mà em chở người ta về, cô dâu về đó mà không cho em tiễn, anh tức không? Tức chứ. Tức chứ, tức anh cũng tức nữa. Hôm đó mà gặp như anh em mình tuổi trẻ hôm đó là cũng hơi mệt ha, đúng không? Ít ra cái ngày cái đêm đó là hạnh phúc nhất của cuộc đời cô dâu chú rể mà không cho tiễn. Mà từ lúc mà đi mua vàng hay là sắm sửa này nọ chưa có tiễn thằng nào luôn. Nó mà đau. Ủa mà em hỏi anh chọc nha, có điều em thắc mắc ở đây nha. Là cái vấn đề như vậy, là mới có quen có mấy ngày mà cái tình yêu cái gì mà nó đến lẹ như vậy luôn. Nó đến quá lẹ luôn. Phải chăng là rằng không phải vì tình yêu, em dám chắc chắn với anh luôn, không phải vì tình yêu, mà đây là cái mục đích là lợi dụng. Chú Nghĩa cũng đã lớn tuổi rồi, có chút tài sản rồi, bao nhiêu được bao nhiêu lấy bao nhiêu thôi. Cái kiểu như vậy, chứ nếu mà người ta yêu thật lòng á, nói thẳng ra như vậy, người con gái mà người ta muốn có danh có phận, ok, làm cái lễ ra mắt, tại bây giờ cô chú cũng lớn tuổi rồi, làm cái lễ ra mắt xong rồi hai người dẫn nhau ra phường để làm đăng ký hết, đăng ký kết hôn đó, cái đó là cái đúng nhất. Ở đây không có đăng ký kết hôn gì, mặc đồ cô dâu chú rể vào ăn cái bữa tiệc xong rồi đi về nhà sống thành vợ chồng, cái đó là điều không nên. Nó làm coi như là trái với cái đạo đức làm người đúng. Mặc dù cô đã có con rồi nha, cô cũng đã trải qua một cái mối tình nào đó rồi, nhưng thực chất rằng cô không hiểu rằng cô có suy nghĩ cho chú Nghĩa hay không. Tại vì chú cũng đã khá là lớn tuổi rồi, và cái công chuyện mà chú đi bán bưởi tội lắm quý vị. Chẳng thà mình làm cái chuyện gì, mình cái đồng tiền mình tự kiếm ra thì nó rất là hãnh diện, cái này cái đồng tiền để mà lấy của người khác như vậy, tự hỏi quý vị khán giả xem nó còn có đáng mặt một cái con người nữa không. Và thấy chú Nghĩa đó thì cũng như là Huân nói nãy giờ, mình xuyên qua câu chuyện của chú Nghĩa tí xíu thì theo như Huân thì có hiểu được chú Nghĩa, và cũng chú Nghĩa này có thật thà hay không. Có nhiều người gọi anh cũng như là người vợ lớn chú Nghĩa gọi cho anh nói là chú Nghĩa này lên trên mạng nói không đúng, và con gái của chú Nghĩa cũng đã gọi cho anh nói như thế này, là muốn đính chính lại là cái việc này, là con gái chú Nghĩa đó là nói là khi mà sinh bé thứ hai gì đó, thứ ba, là bé gái là con của chú Nghĩa là sinh mới có 4 tháng là chú Nghĩa không lo lắng và bỏ luôn, là đi lấy một cái vợ, người vợ khác, là đó là thực sự là mình chưa xác minh được cũng như là cái câu chuyện đó nữa. Như vậy nè anh, tại bây giờ là ai mà sống sai với cái đạo lý làm người thì người ta sẽ từ lãnh nhận cái hậu quả. Ở đây cái câu chuyện thí dụ mà lên trên mạng thì mình có thể nói này nói nọ, nhưng mà ở đây là những cái vấn đề như mình muốn hiểu một cái con người mình cũng phải tìm hiểu trong suốt một khoảng thời gian, chứ không nhiên rằng 2-3 ngày rồi bây giờ là mình kết nối như vậy thì nó không có hay. Nó làm cho tất cả các cô chú anh chị hiểu lầm rằng ở đây tất cả các chương trình kết nối là chủ yếu là để lừa gạt nhau không, thì em không thấy bức xúc, tại vì chính bản thân em cũng làm những chương trình kết nối, và khi tất cả các cô chú anh chị đến với chương trình mình là người thật việc thật, và khi mà các cô chú anh chị tìm hiểu với nhau thì mình cũng dặn trước một câu, à các cô chú anh chị ơi, thì các cô chú anh chị cũng lớn tuổi rồi thì cũng đừng nên vội quá, tức là đừng nên quyết định một cái gì vội vã rồi sau này cảm thấy là hối hận như chú Nghĩa. Tới bây giờ em biết trong lòng chú Nghĩa đó, cái số tiền mà chú Nghĩa mất á thì thật sự rằng chú cũng không có tiếc đâu, mặc dù rằng chú cũng không có nhiều nhưng mà chú không có tiếc. Nhưng mà tiếc ở đây nhất một điều á, chú nghĩ á, em biết cái bản thân chú nghĩ như vậy nè, vì cái bản tính sĩ diện của một người đàn ông
mà để cho bây giờ mình cũng đã trải đời hơn nửa cuộc đời rồi để bị một người phụ nữ lừa như vậy thì nó không có hay. Và cái quan trọng rằng chú Nghĩa ở đây không cần biết rằng chú Nghĩa có mấy vợ đi chăng nữa, nhưng ở đây cái bản thân chú Nghĩa nếu mà nói sai thì chú phải chịu trách nhiệm. Còn nếu cảm thấy chú làm đúng với tất cả những gì chú đã từng hứa hẹn ở trên mạng thì cái điều đó là cái đáng hoan nghênh mà thôi. Thì hiện tại bây giờ mình có thể là anh nghĩ là chú Nghĩa bây giờ cái chuyện gia đình của chú Nghĩa thì nói chung là ly dị vợ rồi, có quyền lấy đúng cưới hoặc là lấy một bất cứ ai. Mà thật sự khi mà anh tìm hiểu vô câu chuyện của chú Nghĩa thật sự ra nó nhiều chuyện lắm, chứ không phải như quý ông bà anh chị hiểu đâu, rất là phức tạp về cái câu chuyện này. Và chú Nghĩa nói rất là, nói chung là nó, khi nó gặp anh nói khác mà gặp Huân nói khác, nó nhiều có cái câu chuyện và không đúng. Cho nên là những mà quý mạnh thường quân nào á mà trao số tiền lớn á, cho nên là anh em hãy cân nhắc lại về vấn đề đó, mình phải tư vấn cho một cái mạnh thường quân đó ha. Đó là anh em nói trước. Thì thực sự ra mà khi mà hôm nay anh em mình sáng giờ cũng ở nhà cô Dân, và hiện tại bây giờ anh em muốn gặp trực tiếp cô Dân để làm gì? Ở đó không phải 20 triệu đó là số tiền của chú Nghĩa, cái đó là tiền của những anh em YouTube hỗ trợ cho chú Nghĩa để mà lấy vợ. Và chú Nghĩa cũng hơi vội vàng để mà tìm hiểu, chưa được tìm hiểu nữa xong rồi đùm ra cái cưới. Bây giờ vỡ lẽ ra bà nội thì chúng chưa ăn uống, chú Nghĩa cũng chưa có gọi là một nhái nào, xong rồi bà này ôm vàng thì giờ không gặp chú Nghĩa lắm thì cứ thật sự là bất công và bị ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chú Nghĩa. Bây giờ chú Nghĩa là rất là hoảng loạn, là cũng như là tinh thần không còn nữa. Rồi lại xuất hiện thêm một người vợ lớn nữa. Một người vợ lớn nữa thì nói vạch trần này nọ là về chú Nghĩa, cái về câu chuyện chú Nghĩa nói chung nó là rất là đau đầu luôn không? Em nói như vậy nè. Mệt lắm. Cái điều đầu tiên là chú Nghĩa là cái người hoàn toàn độc thân, tại vì chú Nghĩa đã từng ly hôn với người vợ trước rồi. Thì ở đây mình không có xét đến chuyện đó, nhưng mà ở đây mình nói cái câu chuyện bây giờ chú Nghĩa đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng không có tiền nhiều, mà bây giờ lại kết hôn với một người phụ nữ mà thật sự em nói với anh luôn nha, theo quan điểm của em người này không có thật. Tại vì vừa đám cưới xong mà xách tiền đi như vậy mà không, làm trái với đạo đức. Mặc dù em có một cái chi tiết như vậy nè, chú Nghĩa từng nói với em là con cái của cô Vân rất là đàng hoàng luôn, nhưng mà không hiểu vì sao mà cô cũng đã lớn tuổi rồi, cô lên trên cộng đồng mạng như vậy rồi, cô phải làm gương cho con cho cháu nói theo chứ, làm sao mà cái số tiền đấy mà cô đã lấy đi mà đến bây giờ mà cô vẫn biệt tâm, mặc dù là em tìm kiếm mọi cách, ngày nào cũng ngồi trước nhà cô Vân chờ đợi để mà ra hỏi rõ về cái câu chuyện này, nhưng mà hình như là vẫn chưa gặp được. Và chú Nghĩa thì anh cũng biết rồi đó, lúc mà hoảng loạn thì lúc này có nói cái này có nói cái khác. Em cũng chẳng có ủng hộ chú Nghĩa đâu, ở đây là chỉ nói về cái quan điểm chính xác trong cái câu chuyện này là chú Nghĩa hoàn toàn bị thiệt thòi trước cô Vân vậy thôi. Và anh em mình là đây là không binh ai mà không bỏ ai cả, anh em mình là giống như là một người đứng giữa và quay chú Nghĩa và hỏi thông tin chú Nghĩa và xem xét lại bên vợ lớn chú Nghĩa và cũng như là cô Dân. Chứ em ở đây không đưa ra thông tin một chiều quý bảo anh chị, anh em ở đây làm là làm gì? Đúng, làm YouTube, công nhận là làm YouTube là làm lãnh tiền YouTube, giống như quý bảo anh chị làm công nhân thì mình lãnh tiền của một cái công ty đó thôi đó. Bây giờ mà anh em tại sao bỏ hàng chạy xe mấy chục cây số lên để làm gì? Đó chủ yếu là mình bây giờ mình muốn lấy lại sự công bằng cho chú Nghĩa và lấy lại số tiền đó để giống như là gọi là chị cô Dân như làm như vậy là mất mặt chị em phụ nữ và ảnh hưởng tới những anh em mà kết nối tình duyên rất là nhiều, rất là nhiều, ảnh hưởng rất nhiều luôn á. Từ anh hỏi Hân cho vấn đề này thì khi mà xảy ra chuyện đó thì bên chương trình của Hân có bị ảnh hưởng nhiều không? Em nói như vậy luôn, thẳng như vậy là từ khi xảy ra cái câu chuyện đó thì bên em ảnh hưởng rất là nhiều. Mặc dù khi mà em làm như vậy là tất cả các cô chú anh chị mà ví dụ ở trong cái bán kính khoảng chừng 200 cây số thì liên hệ và lên gặp mặt trực tiếp em, và xong bắt đầu rằng em sẽ xác minh rằng cô chú hiện tại đang ở đâu, ở đâu. Rồi cái thứ hai là cái tình trạng hôn nhân và có những cái mối quan hệ là như là kiểu không ràng buộc thì em mới cho lên chương trình, và phải cam kết với em rằng đây là người thật việc thật. Và sau khi mà mình họ cái gì họ kết nối thành công với nhau thì tối nay em cũng nói một điều như vậy là cô chú anh chị là cứ bình tĩnh và phải để cho thời gian trả lời, tức là mình muốn biết cái bản chất của cái con người như thế nào thì mình cũng phải để cho cái thời gian trả lời. Nhưng mà từ khi mà xảy ra cái câu chuyện của chú Nghĩa thì thật sự rằng các cô chú anh chị cũng có gọi điện thoại tâm sự với em, cũng rất là ngại. Họ nói rằng có nhiều khi mà họ sống thật, người thật việc thật luôn, nhưng mà khi mà họ lên mạng thì họ cũng sợ những cái tình trạng giống như kiểu là chú Nghĩa vậy đó, họ rất là sợ luôn. Ngay cả những người đàn ông họ cũng kêu rằng
thôi, đừng có để cho tôi gặp cái trường hợp giống như cô Vân nữa. Họ chỉ nói với em như vậy thôi. Tôi sợ ha. Giống như câu chuyện U77 cũng vậy, nó còn dữ trời hơn cái vụ này nữa. Đó, thì khi mà Huân đã mà cuối ông bà của chị qua chương trình của Hân đúng không? Thì Hân cũng nói là cô chú chị nên xem xét và tìm hiểu trong khoảng thời gian, nếu mà được hai bên gia đình đồng thuận với nhau, con cháu mình nó yên ổn và chấp nhận mới cưới, đúng không? Đúng rồi. Đó. Cái này là phải có sự ủng hộ của con, của cái nữa, chứ không phải rằng mình quyết định không được. Mình cái này là mình quyết định vẫn được cái câu chuyện đó. Đúng. Nhưng mà chỉ là 80% thì mình hỏi con, ví dụ mà sau này mẹ cưới về một cái người mà có thể mẹ nương tựa được hay không con, thì nếu mà con ủng hộ thì ok, hai người sẽ tìm hiểu với nhau trong một khoảng thời gian, có thể là 5 tháng, 7 tháng nào đó, thì sau đó sẽ đến cái câu chuyện hôn nhân. Đó là điều mình rất ủng hộ. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là câu chuyện của chú Nghĩa với cô Vân làm ảnh hưởng rất nhiều các cô chú anh chị mà muốn tìm hiểu và muốn gắn bó cái kiểu mà với mảnh ghép nửa đời của mình còn lại lâu dài. Thật sự em nói với anh á, có nhiều cô chú anh chị rất là tội nghiệp luôn. Lên chương trình họ nói rằng thôi con cũng ráng tìm cho cô hay là tìm cho chú cái người nào mà không có về, ví như là không có coi trọng về vấn đề tiền bạc. Thật sự ở đây em chỉ nói một câu như vậy nè, đơn giản lắm, là tiền bạc á, nó làm lộ cái bản chất con người một cách nhanh nhất luôn. Tại vì mình đến với nhau, mình cũng đã tuổi xế chiều rồi, mình đến với nhau để mình tìm cái nơi nương tựa trong suốt cái quãng đời còn lại. Vì bởi vậy em khuyên quý vị khán giả một câu như vậy nè, chân thành thì sẽ dành đến trái tim mà thôi. Quý vị khán giả cứ chân thành, cứ sống thật với nhau đi, rồi mình sẽ gặp được người thật, người tốt mà thôi. Chứ đừng có thấy một vài ba cái trường hợp như vậy rồi bắt đầu mình không tin tưởng vào xã hội này nữa. Thật sự thì em thấy rằng xã hội này còn rất là nhiều những người tốt, và những cái trường hợp như chú Nghĩa, cô Vân chỉ là những trường hợp cá biệt mà thôi. Nói chung thì anh em cố gắng giúp chú Nghĩa, nó giúp gì nói chung là hỗ trợ chú Nghĩa thôi. Thì anh em mình clip này cũng khá là dài này ha, thì anh em mình dặn tiếp tục lại mà ở nhà gần nhà cô dân này để mà tìm hiểu thêm cái câu chuyện này nữa ha. Cũng như rằng em tìm hiểu về nhà cô Vân, giống như cũng muốn đến nhà chú Nghĩa như là an ủi chú, mình cũng là đàn ông thì mình nói chuyện nó sẽ dễ dàng hơn. Thôi chú ơi, bây giờ cái câu chuyện nó vậy thôi, mình cũng ổn định tinh thần lại để mình có thể mình đi làm tiếp đi. Em thấy nhiều khán giả bên em cũng gọi điện thoại cũng thương chú Nghĩa nhiều lắm chứ bộ, cũng nói rằng thôi bây giờ chú Nghĩa đi tới chỗ của tôi làm đi, rồi tôi sẽ hỗ trợ tiền ăn tiền uống, rồi tôi sẽ trả lương hàng tháng cố định. Nhưng mà em cũng chưa quyết định được, thì em cũng phải gặp chú Nghĩa để mà nói rõ ba mặt một lời luôn ha. Đúng rồi, thì clip anh em mình khá dài ha, thì cũng xin kết thúc clip ha. Bây giờ là cũng xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những video mới tiếp theo. Em nói quý vị khán giả như vậy là một cái câu cuối, khi mà mình muốn kết nối với nhau thì mình cũng phải tìm hiểu cho nó kỹ càng, rồi mình sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng nha quý vị. Kính chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại. Rồi, bye bye tất cả quý bà quý vị.